Bước sang năm mới thì em xin kính chúc anh chị em là năm mới là dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ, đã theo dõi kênh của em, thì giao lưu cùng giao lưu kênh của em ha. Thì năm nay thì em cũng có thể em là nhập thêm một cái sản phẩm khác nữa là cái dòng đồng hồ đeo tay để cho anh chị em là tiện giao lưu nha anh chị em. Thì đầu tiên thì con là con đầu tiên em xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ là đeo tay của Seiko. Hình thức con này là hàng là mới luôn nha anh chị em, tức là hàng đã mới chưa sử dụng ha, còn sách hướng dẫn sử dụng ha, phiếu bảo hành nè, đây phiếu bảo hành của Seiko luôn, đây sách hướng dẫn sử dụng này anh chị em lấy ra, nó nằm trong cái bao ni lông nha. Thì tiếp theo thì em xin lấy cái hộp ra luôn. Đây, cái hộp này rất là sang nha anh chị em. Đó. Đây. Đó. Đó. Thì tiếp theo thì xin mở cái nắp ra. Thì đây là cái đồng hồ của nó. Đó, thấy không? Thì là cái dòng này là cái dòng của nguyên bản kiểu như là sức châu Âu hay là sao đó. Không nó là pháp gì nữa ha. Đây thì thức con này là còn tem mát rồi của nhà sản xuất nữa ha, hàng mới chưa sử dụng luôn nha anh chị em, tức là chủ mua nhưng mà chưa có sử dụng nha. Đó thì thức con này là cũng tương đối là rất là sang. Đó thì con này cái mặt đồng hồ là chủ đạo là màu trắng, cái dây nè ha anh chị em thấy những cái dây nữa ha, nó cái dây nó có còn cái bao bọc nha anh chị em. Đó, nên anh chị em nhìn thấy nó không có cái độ chiếu sáng. Đó, này em không có tháo ra, nếu mà tháo ra thì nó chiếu sáng rất là đẹp nha. Cũng do là cũng lần đầu tiên giao lưu cái thể loại này nên em cũng không chưa có kinh nghiệm quay như thế nào nữa, nhưng mà nhìn vậy thì anh chị em thấy nó cũng rất là đẹp nha. Cái mặt đồng hồ màu trắng, đó, cái mặt đồng hồ là kiểu như là ba kim màu trắng, nhìn là kiểu là nó pha giữa thể thao và sang trọng nha anh chị em. Nó nhìn rất là cứng cáp. Đây nó có ba cái nút đây luôn. Đây phía sau nữa ha. Đây anh chị em thấy không? Nó còn cái bọc của cái nhẫn Seiko nữa ha. Đó cái dây là dây của Seiko luôn. Đây. Đây là cái nắp của nó. Xin lỗi là cái nắp lưng của nó nha. Đó. Thì con này là em xin giới thiệu anh chị em là nó chống nước là 100m nha anh chị em. Tức là chống thấm nước là trong phạm vi là 100m. Đây nó có những cái chỉ số, đây là có cái góc ở cái góc là 20, giữa 20 và 25 nó có cái ngày, có hiển thị ngày nó nha anh chị em. Đây, này ha anh chị em thấy không? Đó, thì đây là có kim dây là nằm ở đây. Đây là cái nó hiển thị là cái chế độ giờ nha anh chị em. Đây là ha, tức là 24 giờ nè, 1 giờ, 2 giờ nè, hiện tại là 2 giờ mấy nè, nó nằm giữa những giữa kim giữa 2 giờ và 3 giờ nha. Còn bên đây là để mà đập mình bấm phút, tức là bấm dây đó. Đây em xin test luôn cho anh chị xem. Cái kim, những cái kim đó, kim này không biết nó có dạ quang không nữa. Hình như cái kim này nó cũng có dạ quang nha anh chị em. Đó. Này để em xin test cái này thử kim nó có giờ. Đây là cái kim có dạ quang luôn nha anh chị em. Đó. Thì cái này em sẽ là cập nhật thêm cái thông tin trong những cái bài đăng của em thôi.
thì giờ do đang quay em không có thể test cái kim nó có dạ quang hay không. Thì tiếp theo thì em xin test cái chức năng là bấm giờ của nó nè ha. Đây nó có hai cái kim rất đẹp nha, có kim dây màu xanh đây, nó thấy không, tức là nó sẽ chạy xong một vòng là hiển thị là thể hiện cái chế độ dây, còn đây là cái chế độ phút nhanh cho em, tức là nó chạy xong một vòng thì kim này, đây nè, rồi kim này nó sẽ hiện chế độ phút. Đó, anh chị em muốn dừng thì đây bấm cái là nó dừng, còn bấm cái nó nhảy nữa. Đó, bấm cái là dừng, còn muốn quay lại chế độ như ban đầu là nó sẽ đây. Đó, bấm nút dưới đây, còn đây là cái núm đó ha. À, còn rất là mới nha. Đây đó. À, chỉ là cái chất hấu tay thôi nha anh chị em. Vậy nữa ha. Đây đó, anh chị em thấy không, nó còn cái lớp bọc đây nữa ha, tức là hàng mới chưa sử dụng nha anh chị em. Thì con này là sử dụng là xài bằng năng lượng là pin nha anh chị em. Ngoài đây nó có cũng những cái dãy số nữa ha, hiển thị cái này là cái thông số gì em cũng chưa có nắm rõ, anh chị em có thể tìm hiểu thêm. Nó quan trọng là cái mặt trong đây nè ha, cái mặt đây nè nó đây, xin quay lần sau cho anh chị em xem nè. Đây là dây nó có chữ Seiko ha, nên là in Seiko thẳng luôn, khắc luôn ha. Đây đó, đây cái này những chỉ là bụi thôi nha anh chị em. Thì cái này là mặt kính khoáng luôn, nó mặt là mặt kính khoáng luôn, này kính như là kính sapphire luôn nha anh chị em. Đó, đây đây nó có như thông tin đó là movie Japan gì nè ha, máy là sản xuất ở Nhật nha anh chị em. Đó, thì hôm nay thì em xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ trên, xin lỗi là đồng hồ đeo tay, do giới thiệu nhiều đồng hồ để bàn với treo tường quá nên có chút lúng túng nha anh chị em. Thì hôm nay em xin giới thiệu anh chị em là cái đồng hồ đeo tay của Seiko để anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào anh chị em.